ăn cỏ nửa gian cũng đủ dùng, qua ngày ngất ngường lại thung dung. Chim không lai vãng xuân nhàn nhã, bốn vách tiêu điều vật thảy không. Phụ thân của ngài lâm trọng bệnh, nếu ngài không về ngay, e rằng... lại ốm. Người hãy về bảo gia nhân chăm sóc cha ta cho tốt đi, đừng có làm phiền ta. Nhưng thưa đại nhân, sức khỏe của lão gia đã yếu lắm rồi ạ. Các người có biết buổi đi săn hôm nay rất quan trọng, ta đã sắp xếp chu toàn để lập công với thánh thượng không? Cơ hội ngàn năm có một, đừng ngáng đường ta, lui. Kẻ làm con mà không làm tròn đạo hiếu, thì làm kẻ bề tôi có ngày bất nghĩa bất trung. Thượng hoàng, hôm nay người săn được nhiều thú nhất chính là Hiệu Khả. Hiệu Khả sao? Dạ bẩm, thần nào có tài cán gì. Thượng hoàng là thiên tử đức cao như núi, văn võ toàn tài, lại thấu hiểu nhân tâm, khiến thần muôn phần ngưỡng mộ. Người cũng thật biết nịnh chẫm. So với các bậc tiên tổ họ Trần, chẫm vẫn chỉ là đứa trẻ. Dạ, thần thì cảm thấy thượng hoàng còn giỏi hơn tiên đế. Ai mà khen người khác là giỏi hơn cha, thì người ấy hẳn là bất hiếu với cha mẹ, cho nên mới nói ra câu ấy. Trẫm có được như ngày hôm nay đều là nhờ ơn tiên đế sinh thành dạy dỗ, công ơn cha mẹ như trời bể, không gì đong đếm được. Người lại có thể mang ra so đo như vậy hay sao? Thần Hiệu Khả. Dạ. Làm con cái phải biết trân quý và phụng dưỡng cha mẹ. Tấm lòng tôn kính mà con cái dâng lên cha mẹ còn quý hơn cao lương mỹ vị, của cải bạc vàng. Người hãy nhớ lấy điều ấy mà báo hiếu với mẹ cha. Đừng để đến lúc mẹ cha qua đời mới bày lễ nghi linh đình, khóc lóc thảm thiết. Lúc đó phòng có ý nghĩa gì? Người thấy chậm nói có phải không? Thần xin lĩnh ý ạ.